Rồi phỏng vấn đúng béo cái nào. Thế chiều nay ông định đi đạp xe à? Đạp xe rồi ông tình hình thể dục thể thao của ông những ngày này thế nào rồi? Lên lộ trình một ngày của ông thì ông sẽ tập lười quá, nói chung là này là cầu Long Biên nó đang có quả bom ấy, tôi dám ra bơi nữa đâu. Thế à? Đang có bom đấy. Có bom à? Tôi biết ra bơi. Thế là mất không nổ thì đang ra bơi đúng không? Bành xác cho mát được. Chủ tịch Duy. Anh Duy dạo này tập thể dục thể thao nào rồi anh? Anh cũng là thuộc luôn. À thế ạ. Em thế nào? Em thì vẫn cầu lông thôi. Ông tôi cầu lông, sáng ra là phải cầu lông hoặc là bơi. Tôi thì hay bơi ở bể. Chỗ khu tôi thì căn bản bơi ở hồ sợ nguy hiểm ấy. Thì ông có trẻ con mà bơi mình thì mình bơi ở hồ cũng được. Căn bản hai bố con thì có trẻ con nên mình bơi ở bể. Là cho nó đi học luôn. Ngoài nóng nhờ. Ngày nóng. Hôm nay thời tiết Hà Nội khá nóng đấy. Caramen chào anh ấy, khán giả nào. Chào mọi người. Em ấy rất hiền mọi người ạ. Chỉ cười thôi. Có bảo thứ năm này à, hai năm mà tôi vào Sài Gòn sẽ có bạn nào ở Sài Gòn ra em nhậu nữa nhá. Đấy, Dũng Béo bảo. Dũng Béo bảo là cuối tuần này Dũng Béo vào Sài Gòn chơi nên là quý khán giả nào mà thích gặp Dũng Béo thì có thể liên hệ với Dũng Béo nhé. Ở Sài Gòn nhậu là nhậu lai dai đúng không ạ? Nhất luôn đấy đúng không? Nhất luôn đấy. Nhất anh là phải hiểu là đảm bảo sức khỏe thì vào đấy nhớ đúng không ạ? Nhớ là mua quà cho tôi nhé. Ông nói ông mua quà gì? Quà gì cũng được. Trong Sài Gòn thì có cái gì không nhỉ? Sài Gòn bánh bía bánh biết đấy. Bò bía đấy à? Bánh bía. Có bía là Hà Nội nhỉ? Hôm nay mày tôi bay 30 về. À thế là nghỉ mất 5 hôm, 5 ngày. Do 5 ngày toàn nhậu nhẹ, bạn bè thôi, trong đấy cũng nhiều anh em nữa. Có khán giả nào biết ra nhậu bữa hiểu không? Ông phải để lại số điện thoại ở comment ấy để mọi người còn liên hệ hoặc là Facebook nhỉ, Dũng Nguyễn. Tôi để số điện thoại lên vào clip phải không nhá? Ông đọc số điện thoại đi. 0963 rồi 47 3959 3959 bát là Dũng Béo. Anh Duy chủ tịch, hôm nay anh mặc áo vàng giống sư phụ nhỉ? Team rất là vui vẻ mọi người ạ. Ngày nào cũng là một niềm vui mới, một món ăn mới, một trải nghiệm mới. Rồi, xin chào mọi người nha. Anh em tôi chuẩn bị quay thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. À, chào quý vị khán giả.